Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa khen thưởng đột xuất cho công an phường Hòa Khê về thành tích nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Diệm, 18 tuổi, trú huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn. Theo đó, vào chiều ngày 23 tháng 9, nhận được tin báo của một nữ bị hại tại tiệm vàng trên đường Điện Biên Phủ về việc bị một thanh niên lạ mặt cướp giật một chiếc nhẫn bằng vàng trị giá 14 triệu đồng. Công an phường đã khẩn trương truy xét và bắt quả tang Diệm khi đối tượng đang bán lại chiếc nhẫn cho một tiệm vàng khác trên đường Kỳ Đồng. Vật chứng thu giữ là một chiếc nhẫn bằng vàng. Dịp này, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khê, quận Thanh Khê cũng đến khen thưởng và chúc mừng thành tích xuất sắc của công an phường đã góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.